Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Xe Đạp TV. Ngày hôm nay thì kênh Xe Đạp TV đang có mặt tại trung tâm thương mại của khu đô thị Vinhome Ocean Park 1 ở Gia Lâm, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tại đây đang có một cái sự kiện, đó là VinFast đang trưng bày chiếc xe VF8, chiếc xe ô tô điện hãng xe Việt Nam đang trưng bày và cho phép những vị khách hàng của mình được trải nghiệm cái cảm giác lái thử chiếc ô tô điện VF8. Đây là chiếc xe SUV mà VinFast đã giới thiệu từ năm ngoái, và đầu năm 2022 thì bắt đầu cho khách hàng đặt cọc chiếc xe VF8. Và ngay sau khi mở cọc thì có rất nhiều người đã xuống tiền để đặt cọc chiếc VF8. Và ban đầu thì theo quy định của hãng xe VinFast thì mỗi khách hàng sẽ đặt cọc 10 triệu. Và đến ngày 23 tháng 7, tức là ngày đầu tiên mà mở cái sự kiện cho khách hàng được tận mắt xem chiếc xe VF8, thì khách hàng sẽ phải xuống cọc tiếp 40 triệu, tức là số tiền cọc của những người đặt chiếc VF8 hiện nay là 50 triệu. Thì sau khi có cái thông báo này thì trên nhiều diễn đàn có những cái sự tranh cãi rất là trái chiều với nhau. Có người thì lại ủng hộ cái chủ trương bắt xuống cọc thêm 40 triệu đối với khách hàng từ hãng xe VinFast, thì nhưng mà bên cạnh đó thì có nhiều người phản đối, nhiều người cho rằng thì không nên bắt cọc nhiều như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà hãng xe VinFast yêu cầu khách hàng đặt cọc thêm 40 triệu, tức là tổng số cọc đến thời điểm hiện tại đó là 50 triệu. Và những người khách hàng này thì không được phép bán lại, không được phép hủy cọc. Tức là đã xuống 50 triệu rồi thì không được hủy cọc, mà chỉ được có chuyển nhượng từ người này sang người khác mà thôi. Do vậy là khách hàng VinFast đang có một cái sự phân loại rất là rõ rệt. So với trước đây thì những người đặt cọc 10 triệu thì bây giờ phải là cọc thêm 40 triệu nữa. Còn những ai mà không đặt cọc 40 triệu thì được hoàn trả lại 10 triệu. Và theo như hãng xe VinFast công bố thì sau 2 ngày tổ chức cho khách hàng được chiêm ngưỡng và lái thử chiếc VF8 thì đã có 1.000 người nộp thêm 40 triệu để nâng tổng số cọc bây giờ là 50 triệu đối với chiếc xe VF8. Và chiếc VF8 này là một chiếc xe cũng nhận được cái sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Khi mà VinFast mở sự kiện này thì có rất đông người đến để chiêm ngưỡng và cảm nhận cái lái thử chiếc VF8, chiếc xe ô tô điện thứ hai của VinFast. Theo như thông tin chúng tôi có được thì đến tầm khoảng đến tháng 11 này sẽ được nhận xe. Và chúng ta bây giờ hãy cùng đến với những cái chia sẻ của những người đã được thử cảm giác lái chiếc VF8. Thực sự thì mình là một người lái xe rất là nhiều năm rồi, đã từng đi các xe động cơ xăng, động cơ dầu, nhưng mà mình hôm nay đi trải nghiệm một cái động cơ điện thì mình đánh giá là một cái xe là có một cái tính năng rất là tốt và cái độ mượt mà khi mà mình chuyển các cái tốc độ trên đường. Một điều nữa thì là đối với một cái xe mà phiên bản mới thì mình cho rằng là với những cái tính năng như thế thì cũng tương đối là phù hợp, và so sánh nữa với giá thành như thế thì chắc là cũng khách hàng cũng sẽ lựa chọn. Anh là cọc chiếc xe này lâu chưa? Mình thì đặt từ đầu năm. Đầu năm à? Từ tháng 1. Tuy nhiên là chưa biết là khi nào thì ra được xe. Vâng. Vừa rồi thì VinFast dừng sản xuất xe động cơ xăng ấy, thì cái giá tiền mà những người mua sau ấy thì nó có một chút thì nó thấp hơn so với những người mua trước ấy. Thì với bây giờ mà anh chuẩn bị sở hữu chiếc xe điện ấy, thì anh có lo ngại cái vấn đề về giá cả các thứ không? Thực tế thì giá cả ai cũng lo ngại, vì này nếu như mà được ưu đãi đối với lại những người mua trước thì đấy là cũng là điều hiển nhiên thôi, vì người mua trước là người ta có quyền để họ được hưởng cái chế độ ưu đãi đó. Còn sau này thì khi mà thấy sự trải nghiệm, hoặc thậm chí là xe bản xe nó ra rồi mà mọi người trải nghiệm, họ thấy là nó phù hợp với họ và họ có sự lựa chọn của họ, thì họ phải trả một cái giá khác để cho
để họ sở hữu là chuyện bình thường. Thế là anh mua xe điện của VinFast thì cũng không lo bị mất giá đúng không? Thực tế thì cái đấy thì nó là chờ thời gian thôi, chứ chưa thể khẳng định được là như thế nào. Nhưng mà mình khi mình quyết định thì mình cứ mua, còn tất cả các loại xe thì cũng như vậy, chẳng ai nghĩ đến câu chuyện là mua và lo ngại đến chuyện là mất giá hay là vâng. Thì trước đây thì một số người có ý kiến là cứ đợi thị trường một thời gian đã, xem cái những người tiên phong mua trước xem phản ứng thế nào đã rồi họ mới quyết định mua. Vậy tại sao anh lại quyết định đặt cọc và sớm về chiếc VF38 như vậy ạ? Thực tế thì là cái tư duy như vậy cũng nhìn một khía cạnh nào đấy cũng rất là đúng. Bởi vì là người ta không muốn là người mà sử dụng nó mà họ lo ngại, bởi vì là những phiên bản mới thì họ chưa biết nó sẽ như thế nào. Họ sẽ chờ những người trải nghiệm ban đầu. Còn đối với những tư duy của những người mua ban đầu thì là gì? Họ thích để họ sở hữu đối với những cái phiên bản mà xe mới nhất, mà để đảm bảo được rằng là để thể hiện được họ là một cái đẳng cấp, là họ thích trải nghiệm thế thôi. Chứ chưa có sự mà so sánh, chưa có sự sử dụng qua thời gian thì chưa thể để khẳng định là như thế nào thì phù hợp. Nhà anh đang có bao nhiêu chiếc xe ô tô vậy ạ? Hiện tại nhà mình có 2. Hai ạ? Thế là mua con này nữa là con thứ 3 đúng không? Có thể là mua thêm hoặc có thể sẽ phải bớt đi một cái. À thế à? Anh đang chạy con xe gì anh nhỉ? Mình thì nhà mình có 2 xe, mình chạy một xe của VinFast, một xe của Hyundai. À thế à? Thế anh cũng mua là... VinFast xăng rồi à? Xe Hyundai, xe VinFast thì mình mua một cái xe nhỏ, xe Fadin. À, xe Fadin. Hiện tại đang đi. À thế à? Vâng, thế thì hôm nay thì sau khi lái thử con VF8 thì anh cảm thấy nó có hài lòng so với những cái gì mình kỳ vọng không? Thực tế thì mới trải nghiệm một chút xíu, chưa thể đánh giá được hết. Tuy nhiên là đang sử dụng xe động cơ xăng dầu thì động cơ điện nó êm hơn, nó cũng cảm thấy là nó mượt mà hơn. Vâng. Khi mà anh các cái chuyển đổi tốc độ. Vâng. Anh có cảm thấy là dùng xe điện sẽ là một cái xu hướng trong tương lai gần của người tiêu dùng ở Việt Nam hay không? Thực tế thì không chỉ ở Việt Nam, tất cả trên thế giới thì mình cho rằng là sử dụng động cơ điện để đảm bảo về cái vệ sinh môi trường, đảm bảo về không khí sạch, thì chuyện đấy là một cái xu hướng tất yếu và sẽ là phát triển trong tương lai gần thôi. Vâng. Không chỉ riêng Việt Nam, nhưng Việt Nam đấy là một sự tiên phong. Vâng. Cho các nước trong khu vực cũng như là theo anh thì cái hạ tầng ở Việt Nam thì nó có cho phép xe điện phát triển không, và cái số lượng người hào hứng mua xe điện nó có tăng cao không? Cái để mà trải nghiệm thì mình phải nói rằng là đến bây giờ chưa có một sự thống kê về những cái nơi để những điểm sạc để đảm bảo là vấn đề là yên tâm đối với các xe sử dụng xe điện. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì có lẽ là cũng phải chờ một thời gian nữa mình đánh giá được tất cả những cái ưu việt của cái xe điện. Vâng. Anh có một cái dự đoán gì về cái sự phát triển của xe điện VinFast ở thị trường Việt Nam không? Thực tế thì tập đoàn VinFast mà lựa chọn cái xe điện để thay thế động cơ xăng của thị trường Việt Nam, mình cho rằng là cũng là một hướng đi đúng đắn thôi. Còn tuy nhiên là nó sẽ tồn tại và phát triển như thế nào thì nó còn phải chờ thời gian. Chưa thể khẳng định là ưu việt hay như thế nào. Bởi vì để mà cạnh tranh trên thị trường nó phải có thời gian. Vâng. Nó cũng phải trải nghiệm. Chứ người tiêu dùng là người quyết định những cái Vâng, vừa rồi là những cái chia sẻ rất là khách quan của khách hàng đã đặt cọc và trải qua quá trình chạy thử chiếc VF8. Chúng tôi xin nhấn mạnh với các bạn, đây là một video rất là khách quan. Chúng tôi không quá thiên vị VinFast hay là quá nâng bi VinFast, mà chúng tôi muốn truyền tải những cái thông tin, những cái ý kiến khách quan nhất từ vị trí của những người khách hàng, những người đã trải nghiệm chiếc VinFast VF8. Đối với chiếc xe này thì khi mà nó được giới thiệu thì những khách hàng Việt Nam nhận được rất là quan tâm chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà có mức giá bán, giá niêm yết cho hai phiên bản, đó là bản Plus là 1.237.000.000, còn bản Eco là 1.50.000.000, hơn 50.000.000 một chút. Và sau khi nếu mà khách hàng mà mua ấy, thì sẽ được trừ 150.000.000 tiền voucher, tức là được giảm giá 150.000.000. Và mới đây thì tập đoàn Vingroup thì lại có một thêm một chính sách, đó là những người mua nhà ở Vinhome
thì được tặng một cái voucher từ 30 triệu đến 50 triệu. Tức là nếu như mà tối đa của cái việc áp dụng voucher này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 200 triệu. Ví dụ như chiếc VF8 Plus, VF8 Eco này, khi mà trừ hai cái voucher 150 triệu và 50 triệu kịch kim đi thì nó sẽ được giảm giá 200 triệu. Tức là nó lúc đấy nó sẽ còn khoảng hơn 800 triệu thôi. Và đặc biệt thì chiếc xe VF8 này khi mà khách hàng đăng ký thì chúng ta không phải, chúng ta được miễn phí cái tiền lệ phí trước bạ. Và chúng ta chỉ mất tiền đăng ký biển thôi. Nó rơi vào tầm khoảng 20 triệu đối với Hà Nội, và với các tỉnh khác thì nó chỉ khoảng 2-3 triệu thôi theo quy định của nhà nước. Do vậy so với chiếc xe xăng thì nó chiếc xe ô tô điện này cũng khá là kinh tế. Tuy nhiên thì về cái chất lượng cũng như là những cái công nghệ của trên trang bị trên VF8 thì nó vẫn là một cái dấu hỏi. Và chúng ta khi mà thực sự nhận được chiếc xe này vận hành hàng ngày thì mới chúng ta mới thực sự đánh giá hết được những cái chất lượng của nó ra làm sao. Chúng ta thấy là rất đông người đã đến để mà lái thử chiếc VF8. Đây là lần đầu tiên khách hàng được trải nghiệm cảm giác lái thử. Vâng, đến đây thì phần video của kênh Xe Đạp TV cũng xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong những video lần sau về đời sống xe ô tô tại Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.